có đặt thêm một em váy 2 dây màu be. Em này thì cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Váy này thì ở ngoài là một lớp von mỏng, bên trong thì cũng có một lớp vải lót nhưng mà hơi mỏng một chút nha. Ui mọi người, em này mặc lên trong kiểu nắng thơ cực kỳ luôn. Điểm trừ duy nhất đấy là váy này không có size, nên là mọi người nhớ xem kỹ số đo trước khi mua. Bạn nào mà người nhỏ nhỏ một chút thì mặc xinh lắm luôn. Hey you, 就是你请靠近我，换离别假装不在意，明明你懂了心非。Hey，就是你请不要再犹豫，我们玩个游戏。 Hello mọi người, mình mua được một set đồ cực kỳ hách tuổi luôn. Nên mọi người hãy xem đến cuối clip này để thấy được sự đáng yêu của em nó nha. Áo baby doll này thì có chất vải thô, mặc lên cũng khá là mát. Mình thích nhất là phần bộ designer do áo này nè, nhìn kiểu lạ thì xinh cực kỳ luôn ý. Áo lên phông cũng đẹp lắm luôn, mình nghĩ đây là một món đồ rất đáng mua nha. Trên váy chữ A này thì mình thấy vải hơi mỏng, cơ mà mùa hè thì mình thấy mặc váy này khá là hợp lý và thoải mái. Nói chung là về cái giá hơn 100 cho cái set đồ này thì thật sự là mình không có gì để chê cả. Nhìn mình mặc set này lên chắc không ai nghĩ mình 2 tuổi rồi đâu á, kiểu nhìn trẻ dã man ý. Set này thì khá là đa di năng, mọi người có thể mang đi chơi hay đi biển đều được. Mình cao 1m6 nặng 47 cân nha. Hello mọi người, hôm nay đến ngày sale lớn của Shopee rồi nè. Ai mà chưa biết mua gì để mặc cho xinh thì nhớ xem chiếc clip này của mình nha. Em áo đầu tiên thì là một chiếc crop top sáng suông. Chất vải của em này thì khá là dày dặn với cả không có chút chỉ thừa nào đâu nha mọi người. Chiều dài của áo thì cũng khá là vừa phải, không bị quá ngắn hay là quá dài. Áo len form vừa sang, vừa tiểu thư và cũng rất là dễ phối đồ. Mọi người có thể phối cùng chân váy hay là quần jean, nó rất là xinh nha. Tiếp theo sẽ là một em váy hoa nhí, một món đồ mà mình nghĩ mọi người nhất định phải có trong mùa hè này. Chất vải của váy này thì rất là mềm và mát, tuy là chỉ có một lớp thôi nhưng mặc lên không hề bị lộ gì đâu nha mọi người. Họa tiết hoa của em này thì cũng không hề bị già đâu nè. Màu váy này thì mình thấy rất là dễ mặc với tôn da lắm luôn ý. Mặc lên nhìn kiểu rất là nữ tính, trẻ trung và nhẹ nhàng. Link hai em này mình để trên bio nha. Hello mọi người, bạn nào mà đang muốn tìm một chiếc váy dáng dài style Hàn Quốc thì bơi hết vào đây nha. Thiết kế của em này thì là kiểu đơn giản, nhẹ nhàng và vẫn nữ tính. Mình thấy là rất thích hợp cho những bạn thích mặc váy mà không muốn bị quá bánh bèo. Chất vải của váy là chất thô mềm mà khá thoáng mát. Tuy nhiên điểm trừ là váy chỉ có một lớp thôi và còn là màu trắng nữa. Thế nên khi mặc mọi người nên mặc một chiếc quần váy tông màu sáng bên trong để tránh bị lộ nha. Với chiếc váy này thì mọi người có thể mặc được thành 2 kiểu. Mọi người có thể mặc theo kiểu form suông rộng hoặc là bố designer vào để nhìn người trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Váy này mặc lên mình thấy kiểu khá bồng bềnh mà độ xòe thì cũng rất là ưng luôn. Thiết kế dáng dài kiểu khá kín đáo với lịch sự nên mình thấy là mọi người có thể mặc đi học hay đi đâu cũng được hết nha. 세상에 소리 지르 I love you는 사람 안다고 나 여자가 되어준다라고 눈부셔 always you're my star 내가 널 지켜줄게. Hello mọi người, thời gian qua thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm về váy trắng dáng dài. Hôm nay thì mình mới tìm được một em váy trắng mà mình thấy thật sự ưng ý, nên mình sẽ review cho mọi người luôn nhé. Váy này thì là form free size, mình thấy shop có ghi ở dưới 55 cân mặc vừa. Nhưng mà mình nghĩ bạn nào khoảng 52 cân trở xuống thì mới nên mua thôi nha. Chất vải của váy thì là chất von 2 lớp nên khi mặc mọi người sẽ không lo bị lộ gì đâu nè. Váy này lên dáng nhìn siêu tiểu thư mà quan trọng là rất phù hợp với túi tiền của các bạn học sinh sinh viên luôn. Mình cao 1m6 nặng 48 cân thì mặc váy sẽ như trên hình nha. Và có một điểm cộng nữa là mình thấy em váy này rất dễ mặc và có tính ứng dụng rất là cao. Mọi người có thể mặc đi chơi, đi du lịch, đi chụp kỷ yếu hay đi đám cưới đều hợp hết luôn nhé. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình mới mua được mấy đồ bánh bèo trông yêu lắm ý. Đầu tiên là mình có mua một cái áo toàn bèo nhún luôn. Phần cổ áo thì mình thấy được may 2 lớp, cúc áo cũng kiểu ngọc trai nữa này. Phần eo của áo thì được chiết vào khá là tôn dáng. Ui phải nói là cái áo này mặc lên còn đẹp hơn ở trên ảnh luôn. Mặc đi chơi hay đi làm cũng đều được vì trông vừa xinh vừa lịch sự ý. Tiếp theo là mình mua thêm một cái váy trông cũng điệu không kém. Cả hai đồ này thì nói thật là mình thấy mặc lên cực kỳ mát. Phần tay của em váy này thì được may phồng lên rất xinh mà che được khuyết điểm ở bắp tay bên nha. Trong váy thì còn có một lớp lót mỏng nữa. Ngoài ra thì mình xem đánh giá thấy mọi người bảo là phần cúc này khá là dễ bung. Còn mình thử cho vào máy giặt thì thấy không có vấn đề gì nha. Trời ơi, em này mặc đi chụp ảnh thì siêu xinh luôn. Nhất là chụp mấy cái concept mà có cây hoa lá. Em này thì được may cổ vuông và phần ngực khá là rộng. Nên là mình nghĩ bạn nào mà ngực đầy đặn hơn một xíu thì mặc em này trông xinh lắm luôn. Hello hello mọi người, hôm nay mình
mình mới mua một set váy siêu xinh mà chỉ có hơn 200.000 thôi. Shop này thì mình đã từng mua một cái áo blazer rồi. Lần này thì mình đặt thêm một blazer cộc tay để mặc mùa hè nè. Kiểu màu be này thì cũng rất là dễ mix đồ nữa. Ôi mọi người ơi, mình không ngờ là chỉ có hơn 100.000 thôi mà áo lại kiểu không một vết chỉ thừa như thế này luôn. Tiếp theo thì mình đặt một em váy 2 dây dáng dài. Em này thì mọi người có thể điều chỉnh được độ dài ngắn tùy thích nha. Mình thấy chất vải này thì mặc cũng khá là mát, đặc biệt là có thể cho vào máy giặt thoải mái luôn. Bên trong thì có vải lót rất là mềm, mặc lên thì cũng không sợ bị lộ gì đâu nè. Mặc kiểu này thì mọi người có thể vừa đi chơi, đi học, đi làm đều ok la hết luôn. Điểm trừ duy nhất là nó vẫn hơi dài so với mình mọi người ạ. Mặc dù lần này mình đã rút kinh nghiệm và xem trước kích thước của váy, thế nên là bạn nào cao hơn mình một chút, 1m58 trở lên thì mọi người có thể tham khảo nha. Hello, bạn nào mà đang muốn tìm một chiếc váy đi học style Hàn Quốc thì không nên bỏ qua chiếc clip này đâu nha. Điểm mà mình thích nhất ở em váy này thì là ở chất vải. Chất vải này là chất đũi nhăn, độ co giãn thì mình thì khá là ok. Mặc lên kiểu thoáng mát và nhẹ người lắm luôn. Vải này thì cũng không phải kiểu mỏng dính nên mọi người sẽ không sợ bị lộ gì đâu. Váy này thì cũng chỉ là form basic bình thường thôi nhưng mà mặc lên thì rất là xinh nha. Dáng váy thì là kiểu xòe nhẹ chứ không phải bó sát vào người, nên rất là phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên và mà không lo bị giá đâu nhá. Phong sung này thì khá dễ mặc với cả có thể che được mọi khuyết điểm như đùi to với chân to luôn nè. Mình cao 1m6 thì mặc váy này sẽ dài đến giữa bắp chân. Bạn nào mà thấp hơn mình hay là cao hơn mình thì cũng đều mặc được luôn nha.